trong trận chung kết Champions League năm 2018 ở Kiev khi tỷ số đang là 1-1. Huấn luyện viên Zinedine Zidane ngoái nhìn lại băng ghế dự bị, được tung vào sân thay Isco ở phút thứ 61. Bale chỉ cần 2 phút để khắc lên dấu ấn của mình. Đó là một trong những bàn thắng vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu với một pha ngả bàn đèn thân sâu quỷ khốc. Sau đó, Bale còn ấn định chiến thắng 3-1 cho Real trước Liverpool bằng một nỗ lực sút xa khiến thủ thành Luis Carius mắc sai lầm, ấn định chức vô địch thứ 13 tại Champions League cho Los Blancos. Đó là lần thứ tư Bale giành được danh hiệu ở đấu trường danh giá này cùng Real trong vòng 5 năm. Và trong giai đoạn đó, anh cũng giành được 3 chức vô địch La Liga. Đó rõ ràng là những thành tựu đủ giúp cho Bale bước vào hàng ngũ của những danh thủ tại sân Bernabeu. Dẫu vậy, ngay trước trận thắng lữ đoàn đỏ ấy, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện. Tôi cần phải được thi đấu thường xuyên hàng tuần, và điều đó đã không xảy ra trong mùa giải này. Bale nói như thế sau trận đấu mà mình tỏa sáng. Nhưng huấn luyện viên Zidane lại không cảm thấy thuyết phục hoàn toàn bởi tiền đạo này, người mà ngay cả khi sung sức, không phải lúc nào cũng là sự lựa chọn số 1 của ông. Tuy nhiên, ngay cả khi so sánh với Cristiano Ronaldo siêu phàm, nếu chỉ xét ở khả năng lôi kéo những khoảnh khắc kỳ diệu về phía mình và ghi những bàn thắng quyết định vào những thời khắc quan trọng, Bale cũng không kém cạnh quá xa. Chính những khoảnh khắc ấy đáng lẽ ra phải được củng cố cho vị thế của Bale ở Real Madrid, một vị thế mà lẽ ra phải tốt hơn việc chỉ là một cầu thủ dự bị, một vị thế mà người ta đã nhắm đến khi chiêu mộ anh cách đó 5 năm về trước. Hãy tạm ngưng thời điểm đó lại và tua ngược cuốn băng về quá khứ. Vào năm 2013, Gareth Bale gia nhập đội chủ sân Bernabeu từ Tottenham với mức giá kỷ lục thế giới thời điểm ấy là tròn 100 triệu euro. Đến tháng 4 năm 2014, Bale ghi một trong những bàn thắng solo xuất sắc nhất vào lưới Barcelona trong trận chung kết Copa del Rey. Đó là hình ảnh siêu ấn tượng của anh ở mùa giải đầu tiên trong màu áo Real Madrid. Trong thế đua tốc độ, rượt bóng với cầu thủ trẻ Marc Bartra của Barca, tiền đạo xứ Wales sang số rồi tăng tốc. Anh phóng đi như một mũi tên với tốc độ và sức mạnh đủ để xuyên thủng những nỗ lực phòng ngự cao nhất của Barca. Chặng đường mà Bale di chuyển trong cú nước giúp đó được đo đạt là đến khoảng 40 mét. Anh đã phóng vút đi từng đó như thể một chiếc xe đua trên sân cỏ, trước khi bình tĩnh ký gửi bóng vào khung thành, mang về chiến thắng tối thiểu muộn màng như đầy cảm xúc. Điều đó không phải là khoảnh khắc ấn tượng duy nhất. Một tháng sau đó, Bale lại đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Real Madrid chinh phục cú La Decima mà họ hằng mong mỏi, tức chức vô địch tròn thứ 10 tại Champions League. Sau khi cú đánh đầu muộn của Sergio Ramos đưa trận chung kết nghẹt thở với gã hàng xóm Atletico Madrid vào hiệp phụ, chính Bale là người giúp Real vượt lên dẫn trước ở phút thứ 110 và từ đó làm tan nát tinh thần của Atletico Madrid. Trong trận chung kết Champions League năm 2016, Bale đã sút thành công một quả luân lưu để giúp Real một lần nữa hạ Atletico Madrid trong cuộc tái đấu. Một năm sau đó, Bale được cho là không đủ thể lực để đá chính trong trận đấu ở quê nhà Cardiff, nhưng khi anh bước vào từ ghế dự bị, những sự kiện diễn ra như ta hay nói đã đi vào lịch sử. Chỉ những khoảnh khắc kinh điển đó cũng đã đủ uy tín để biến Bale thành một cái tên đáng để ghi nhớ tại Real Madrid. Chúng ta có thể khẳng định điều đó trước khi tính đến cả những thống kê ấn tượng của anh. Tổng cộng Bale đã ghi 106 bàn, nhiều hơn con số 104 bàn của Ronaldo cho câu lạc bộ. Bale đã giành 15 danh hiệu lớn nhỏ cùng Real, thậm chí gấp đôi số cúp mà huyền thoại Zidane từng giành được cùng kền kền trắng lúc còn sỏ giày thi đấu. Nhìn lại 6 năm đầu tiên ở Real, khi Bale còn là trụ cột đá chính thường xuyên, anh đã ghi được 78 bàn thắng và có đến 44 đường kiến tạo trong 155 trận đấu tại La Liga. Nếu Bale ra đi vào thời điểm đó, tức là mùa giải 2019, khi anh đã liên tục được liên hệ và gần như đã chuyển đến Chinese Super League, thì có lẽ phần lớn các Madridistas sẽ bỏ qua một số chi tiết tiêu cực để đánh giá cao và nhớ về anh với sự yêu thương. Nhưng tiếc thay, thỏa thuận năm ấy đã thất bại sau một cái lắc đầu từ chối của chủ tịch Florentino Perez, để rồi khi Bale chắc chắn sẽ rời Real Madrid vào mùa hè 2022. Tức 3 năm sau ngày đó, một tỷ lệ lớn các Madridistas có thể sẽ không ngần ngại ăn mừng và nhớ về Bale như một ký ức đầy khó chịu. Điều quan trọng là cậu ấy đã là một phần lịch sử của câu lạc bộ này. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti nhấn mạnh trong một phát biểu trên báo chí, có cảm giác như câu nói đầy trọng lượng của chiến lược gia lão làng và được tôn trọng hết nước này vẫn chỉ là một con sóng nhỏ chống chọi với thủy triều. Tôi nghĩ cậu ấy vẫn sẽ tồn tại trong ký ức của tất cả những người hâm mộ Real Madrid. Cậu ấy là cầu thủ đã góp phần viết nên những chương tuyệt vời trong lịch sử câu lạc bộ này. Và tôi nghĩ mọi người đều tôn trọng điều đó, Ancelotti nhấn mạnh. Nhưng dường như tiếp nhận những lời nói đó là thái độ tôn trọng Ancelotti hơn là dành cho Bale. Sóng vẫn vỗ lăn tăn và thủy triều của sự khó chịu thì vẫn cuồn cuộn. Trước tiên, nguồn cơn được cho là việc Bale ở xứ đấu bò đã quá lâu nhưng vẫn không muốn học và nói tiếng Tây Ban Nha để dễ giải bày những suy nghĩ của mình. Các cổ động viên của Real được cho là không dễ để kết nối với Bale vì rào cản ấy. Trong một thời đại mà các cầu thủ ngày một kết nối với người hâm mộ nhiều hơn thông qua các nền tảng, thì Bale dường như là một trường hợp tách biệt hiếm hoi. Tuy việc ít nói và không giao du không hề là cái tội,
Thế nhưng chính những chuyện bên lề mà Bale làm mới đánh mất sự tôn trọng của các cổ động viên. Năm 2019, khi xứ Wales chính thức giành vé dự Euro 2020, Bale đã ăn mừng cùng các đồng đội bằng cách dương cao lá cờ in thông điệp Wales, Golf, Madrid. Ở Tây Ban Nha, những hành động như thế bị xem là làm phản, là không biết ơn bàn tay nuôi dưỡng, tức nơi đang trả lương hàng tuần cho anh, là trả đạp lên những tháng ngày gắn bó của anh với câu lạc bộ. Và nặng nhất, bị xem như thể một ngón tay thối hướng về phía các cổ động viên. Đối với rất nhiều người, hành động đó đã làm vấy bẩn hình ảnh của Gareth Bale tại Real Madrid mãi mãi. Ở chiều ngược lại, Bale lập luận rằng sự tôn trọng luôn phải đến từ hai phía. Anh giải thích việc mình giơ lá cờ in biểu ngữ đó là để đáp trả bình luận thiếu tôn trọng từ cựu giám đốc thể thao của Real. Cụ thể, quan chức này đã tự tiện nhận xét thứ tự ưu tiên của Bale là Wales, Golf rồi đến Real trên một đài phát thanh của Tây Ban Nha trước đó. Trong khi đó, thực tế nguyên do Bale không thể ra sân nhiều cho Real Madrid trước đấy là do liên tục dính vận rủi với các chấn thương. Và thậm chí đôi khi anh được sử dụng ít một cách không hoàn toàn công bằng trong những tháng trước đó. Dẫu vậy, những lời bào chữa ấy của Bale vẫn được cho là quá mỏng. Đặc biệt là khi màn trình diễn của anh khi trở về khoác áo đội tuyển xứ Wales trở nên hoàn toàn đối lập. Đến mùa giải 2022, Bale đã không ra sân trận El Clasico hồi tháng 3 năm ngoái, khi Real bị Barca vùi dập 0-4 trên sân nhà. Ngay cả khi Karim Benzema bị chấn thương, Bale vẫn không được trao suất thi đấu. Nhưng 4 ngày sau đó, anh đã chính cho xứ Wales ở chiến thắng 2-1 trước Áo trong bán kết play-off vòng loại World Cup. Bale ghi cả hai bàn thắng tuyệt vời trong đêm không ngủ ở Cardiff ấy để giúp bầy rồng nuôi tiếp giấc mơ trở lại với cúp thế giới lần đầu tiên kể từ năm 1958. Sự đối lập càng hiện rõ khi ngoái lại nhìn những con số thống kê. Mùa giải 2022, Bale chỉ có một bàn thắng cho Real sau 7 lần ra sân, trong khi anh ghi đến 5 bàn chỉ sau 5 trận cho màu áo đội tuyển quốc gia. Một số khán giả thậm chí bình luận vui là Bale như thể sử dụng Real Madrid làm nơi tập huấn trước khi trở về phụng sự đội tuyển quốc gia. Đó là vui, còn không vui thì thậm chí còn không ngại gây tổn thương với sự ví von độc địa, ký sinh trùng Gareth Bale đến từ vùng mưa lạnh Walia. Cá thể này chọn Real Madrid tại Tây Ban Nha là vật chủ. Tại đó, trước hết cá thể cho thấy sự siêng năng và tình yêu dành cho vật chủ, nhưng không lâu sau, bản chất hút máu và không đền đáp lại điều gì đã bị lộ rõ hơn. Hơn cả máu, hắn ta còn hút và hút từng đồng euro của câu lạc bộ này. Đấy là những dòng như làm nên tên tuổi của Manuel Julia Dozado, phóng viên tờ Marca. Không biết Dozado có cảm thấy hãnh diện với cách nổi tiếng đầy tiêu cực ấy không, chỉ mình ông này biết. Nhưng có một điều chắc chắn xảy ra là những lời lẽ đó đủ sức gây sát thương với bất kỳ ai trên phương diện công kích cá nhân. Nhưng mọi chuyện còn tồi tệ hơn, không chỉ báo thân Real mà đến lượt các cổ động viên thể hiện sự khó chịu ra mặt. Người hâm mộ đã buông lời chế giễu Gareth Bale khi anh xuất hiện lần đầu tiên tại Santiago Bernabeu trong hơn 2 năm. Khi vào sân thay người trong trận gặp Getafe vào tháng 4 năm 2022, Bale chứng kiến tất cả những điều đó và dường như không muốn trải nghiệm một lần nữa. Vì thế, đấy được dự đoán là trận đấu cuối cùng của anh cho câu lạc bộ thành Madrid. Đó rõ ràng là một hồi kết buồn và thật đáng tiếc cho những năm tháng tốt đẹp đầu tiên mà họ từng có với nhau. Gareth Bale ở Real Madrid vì vậy sẽ mãi được xem là một trường hợp kỳ lạ trong lịch sử đội chủ sân Bernabeu. Đó là người đã sống trọn vẹn con đường giữa hai thái cực yêu và ghét, là người được trải thảm đỏ và chào đón như một thiên thần, nhưng rời đi trong thầm lặng khi hết hợp đồng trong vai một người bị ruồng bỏ. Trong màu áo trắng tinh khôi ấy, thú vị thay, Bale là người hiếm hoi đã thưởng thức trọn vẹn tất cả những cung bậc trên bảng màu cảm xúc.